Hello, xin chào anh chị, lại là em Tâm đây, em Tâm chuyên viên tư vấn bất động sản khu vực Nha Trang Khánh Hòa. Chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube Nha Trang Nhà Đất của Tâm. Chiều hôm nay là hiện tại là cũng 5 giờ rưỡi, trời mưa phùn phùn. Em đang tranh thủ chạy lên quay lô đất đẹp này cho anh chị xem, lô gốc hai mặt tiền luôn. Một mặt tiền đường hiện tại sau lưng em đây là đường 8 m. Một mặt tiền đường 8 m và mặt tiền đường bên hông này là 4 m. Sau này quy hoạch rộng 6 m. Lô đất có tổng diện tích là 94,4 m², hướng Tây Bắc, ngang ngang 5,5 m, 100% đất thổ cư. Với giá bán là 870 triệu thì em chia ra là thành 9 triệu 2 cho 1 m², 100% đất thổ cư luôn. Lô gốc hai mặt tiền anh chị à, rất là đẹp. Thì từ vị trí thung trung này phía sau lưng em đây á, mà đi về ngay chợ và ủy ban nhân xã Vĩnh Phương á, là tầm 800 m đường ô tô, và về trung tâm thành phố Nha Trang mình á, là tầm 5,6 5,7 km thôi anh chị à, rất là đẹp. Đây, để anh chị hình dung thêm á, thì em sẽ quay lô đất vài tí, em sẽ bay thêm lên la kem trên cao á, để anh chị hình dung thêm về vẻ đẹp của lô đất này. Đây anh chị, hiện tại là em đang ở trên đường bê tông, đây là 8 m. Ngay ra cách đây là khoảng là tầm 25 m là anh chị thấy đường cắt ngang, đó là đường chính của mặt tiền thông chung. Con đường đó sau này quy hoạch mở rộng 13 m. Đường đó là hiện tại 8 m, sau quy hoạch mở rộng 13 m anh chị. Đây, đây là lô gốc mà ngày hôm nay em muốn giới thiệu tới quý anh chị đây. Mặt tiền phía trước đây là bê tông 4 m, sau này quy hoạch 6 m. Đặc biệt là 6 m là không bị mất đất của mình nha anh chị. Anh chị thấy là những nhà bên cạnh là để thấu lưu chừa sân rồi, để quy hoạch mở rộng 6 m. Anh chị có thấy là sau này mà lô đất này nằm ngay mặt tiền đường 6 m và đường bên hông 8 m thì rất là tuyệt vời. Để em đi tới đầu lô đất cho anh chị xem. Xung quanh đây khu dân cư ở rất là nhiều. Lô đất này cực kỳ đẹp, chỉ có một cái lỗi nhỏ là gần nhà Yến thôi anh chị. Còn ngoài ra thì khu dân cư ở đây ở hết rồi. Ở rất là nhiều. Đó. Những cái lô căn nhà bên đây là chừa sân để thấu lưu để sau này mở rộng đường rồi. Đó anh chị. Đây là đường thông luôn, đây là khu bàn cờ luôn. Cụm này là cụm phân lô mấy chục lô của năm trước, bây giờ là xây nhà đồ lên ở rồi, hết đẹp rồi. Đây, lô đất này chỉ có một cái lỗi là gần nhà Yến đây. Em quay cho anh chị thấy cái nhà Yến luôn. Gần, do nhà Yến gần khu dân cư cho nên là âm thanh mở cũng không có lớn mấy anh chị à. Cũng vừa phải thôi, em đứng đây nghe mà thấy cũng bình thường. Đó. Lô đất của mình là ngang 5,5 m. Từ vị trí đó ngang qua anh chị à, từ vị trí đó xíu qua đây là tầm 5,5 m nè. Ngay đây. Ngay chỗ em đứng đây. Hướng này là dài xuống là 18 m, 17, hơn 17,5 m đó anh chị, gần 18 m. Ở phía dưới lô đất là đã có cắm cọc sẵn. Còn cái cọc ở đây là như nó bị không biết bị cỏ kia hay là nó lạc đâu mất rồi. Ở đây nó cũng có cái cọc để cắm ranh lô đất. Bên đây là còn một lô nữa. Đó anh chị, từ đó xíu qua đây. Lô đất này có 94,4 m². À, hướng này là hướng Tây Bắc, hướng thẳng mặt tiền của lô đất là hướng Tây Bắc. Và hướng bên mặt tiền đường 8 m của lô gốc của mình á, bên đó là hướng Tây Nam. Lô gốc rất là thông thoáng. Đây. Này em đi quay về buổi chiều lại 5 giờ rưỡi, mưa phùn phùn cho nên là chất lượng âm thanh ánh sáng nó hơi tối với anh chị. Và bên đây là ngang bên đây là xuống là hơn 13,5 m nè anh chị. Để em quay xe xe anh chị thấy thêm về lô đất. Đất vuông vức rất là đẹp. Tí em sẽ bay lại kem trên cao anh chị thấy là để hình dung thêm. Đây, tiếp dép của mình là dài từ đây qua là 13,5, là có một cái cọc lộ giới như thế này anh chị. Cọc để phân định lô đất của mình. Ở phía trong kia là cũng có một cọc kìa. Phía dưới kia cũng có một cái cọc đã đỏ trong cái bụi cây á. Đó là để cũng phân ra lô đất của mình luôn. Em đứng một cái góc cho anh chị thấy. Rất là đẹp. Đó, từ cọc này ngang 13,5, còn hướng bên kia là ngang xuống là bên cái mặt bên kia ngang xuống dưới đây á là 17,5, gần 18 anh chị. Em đang đứng ở đây là trên con đường 18, con đường rộng 8 m. Phía trước mình là con đường bê tông 4 m, sâu hạch 6 m. Vuông vức trước sau rất là đẹp. Lô gốc thì thông thoáng. Anh chị nào mua mà cất nhà ở là tận dụng được cái khoảng đất trống phía trước này, mình có thể làm một cái gì đó cũng thêm, cũng rất là tuyệt vời. Khu dân cư ở đây là rất rất là nhiều nhà ở luôn.
Vị trí ở đây dễ kiếm lắm, đối diện bên đây à. À, bên đây là qua hết địa phận chỗ cái nhà, đây là qua xã Diên Phú của Diên Khánh, còn đây là mình vẫn là xã Vĩnh Phương. Đó, như đây anh chị thấy các con đường nó ranh nó cắt ngang này. Bên đó là thuộc của Diên Phú, qua hết đây là địa phận, có thể nói con đường đây là đổ qua là của Diên Phú nè anh chị, còn đây là đổ về lại là vẫn của thành phố Nha Trang mình. Đây là xã Vĩnh Phương giáp ranh với lại xã Diên Phú của Diên Khánh. Lô đất đẹp quá, chiều nay cũng đang mưa, mới vừa mưa xong luôn á. Em tranh thủ đi quay để cho anh chị xem hình dung rõ hơn. Đó, em đi xe xe để anh chị thấy con đường 8 mét. Lô đất này chỉ có một lỗ nhị là gần nhà Yến thôi, còn ngoài ra là vuông vức, rộng rãi rất là tuyệt vời luôn anh chị. 100% thổ cư, xây dựng tự do luôn. Đó, xung quanh chị thấy là nhà cửa là đang ở rất là nhiều luôn, rất là đẹp. Để em đi ra tới ngay đầu mặt tiền đường thôn Trung cho anh chị xem. Chỗ ngay bản Châu Linh cô vào. Rồi, để chắc em sẽ bay lại kênh thanh kê cho anh chị xem hình dung thêm. Đó anh chị, bên đây là đoạn của xã Diên Phú nè, vẫn còn đang chốt kiểm dịch. Đây xã Vĩnh Phương, để hết bỏ chốt rồi. Đó, hiện tại là em quay lúc này là 6:15, để ngôi nhà đã lên đèn hết rồi. Xung quanh mình là khu dân cư ở hết rồi anh chị à, rất là đẹp luôn. Những lô đất ở đây là để các chủ hết, xây dựng tự do. Đó. Rồi, em sẽ bay lên kênh bên cao để anh chị xem thêm nha. Đây anh chị, hiện tại là em đang ở độ cao khoảng tầm 30 mét so với mặt đất. Thì hướng này là bay thẳng về ngay trung trung tâm Ủy ban nhân xã Vĩnh Phương và chợ Vĩnh Phương là tầm 800 mét. Và hướng này là cũng về Nha Trang là tầm 5,7 km đường ô tô luôn anh chị à. Phía dưới em đây là mặt tiền đường chính của thôn Trung. Con đường này hiện tại là đường bê tông 8 m, sau này quy hoạch mở rộng 13 m. Đó anh chị thấy không? Đây là khu trung tâm của xã Vĩnh Phương, cho nên nhìn từ trên cao xuống là xung quanh là nhà cửa ở rất là nhiều, rất là nhộn nhịp. Mật độ xây dựng rất là cao anh chị ha. Nhà ở rất là nhiều luôn. Đó, em bay từ từ trên cao xuống để anh chị hình dung thêm về bên dưới. Hai bên là nhà ở rất là nhiều. Đó, anh chị thấy bên phải là có một cái cây cầu đó, đó là cầu Vĩnh Phương. Đó là hướng để mình đi về thành phố Nha Trang. Bên trái là có cái nhà to to, đó là chỗ ngay khu, đó là ngay khu trung tâm của xã Vĩnh Phương, gồm trạm y tế nè, chợ nè, rồi ủy ban nhân xã luôn anh chị à. Đó, khu vực này là trung tâm xã, nó nhiều nhà to rất là đẹp. Đó, có cái nhà màu xanh 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 bên trái rộng rộng, đó là trường tiểu học của xã Vĩnh Phương anh chị. Đó, mật độ xây dựng ở đây rất là cao, anh chị thấy hầu như hai bên là quỹ đất còn trống rất là ít luôn. Nhà cửa rất là sầm uất nhộn nhịp. Đó. Đây là hướng em bay từ vị trí đất và em bay ngang qua. Đó, em bay ngang qua. Bay ngang vị trí đất qua để anh chị thấy khu dân cư. Ở đây xây dựng rất là nhiều. Đây là hướng đường Nguyễn Lương Bằng, đường chính của xã Vĩnh Phương. Em bay từ Ủy ban nhân xã, em bay thẳng vào vị trí đất để anh chị hình dung từ trên cao xuống cho dễ. Em bay cũng độ cao có tầm 30-40 mét thôi, để anh chị nhìn ở dưới được rõ hơn cho dễ. Khu vực này mật độ xây dựng rất là cao. Đó, em bay thẳng một đường chim bay luôn. Đó, anh chị thấy em có những nhà 2 tầng, 3 tầng. Rất là đẹp. Đó, vị trí lô gốc ở phía dưới cạnh nhà Yến, đó là vị trí lô đất mà em muốn giới thiệu tới quý anh chị. Đó, phía dưới là ngay cái lô gốc luôn.
Đó, rất là đẹp. Đó, thì nãy giờ em quay qua thì ít nhiều anh chị cũng đã hình dung được về vẻ đẹp mà lô đất ngày hôm nay em Tâm muốn giới thiệu tới quý anh chị rồi đúng không ạ? Nó chỉ có một lỗi nhỏ là gần nhà Yến thì hơi ồn thôi, nhưng mà cũng không ảnh hưởng mấy anh chị à. Vì em đang ở đây nhưng mà âm thanh do ngay gần khu dân cư á, thì họ mở cái tiếng cũng không có lớn mấy. Xung quanh mình á, thì rất là nhiều nhà cửa ở rất là nhiều rồi. Đó, xe tải vào đây luôn. Đối với anh chị nào mà nhà có ô tô á, ở lại thì ở đây thì cũng rất là tuyệt vời. Và được cái lợi thế là lô góc mình á, bên hông là đường 8 m cho nên là rất là thông thoáng anh chị à. Đó, anh chị nào có quan tâm tới lô đất này thì hãy gọi cho Tâm với số điện thoại là 0899 0339. Em Tâm sẽ xin mời anh chị đi xem đất thực tế luôn ạ. Tâm biết ơn quý anh chị đã dành thời gian theo dõi đoạn clip của Tâm. Tâm mến chúc quý anh chị luôn nhiều niềm vui, luôn nhiều sức khỏe và đặc biệt luôn thành công trong những thương vụ đầu tư của mình. Tâm yêu quý tất cả mọi người.